đến ngày trao giải, những cái tên xuất hiện trong danh sách đề cử cánh diều vàng được khán giả bình luận sôi nổi. Cánh diều vàng là một trong những giải thưởng lớn và uy tín thường niên, tôn vinh tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình. Lễ trao giải năm nay diễn ra vào ngày 9 tháng 9 tại Nha Trang, hứa hẹn sẽ quy tụ nhiều cái tên đình đám trong showbiz Việt. Càng gần đến đêm trao giải, những ứng cử viên hạng mục đề cử trở thành tâm điểm bàn luận của giới chuyên môn và khán giả. Ở cánh diều vàng, hai lĩnh vực điện ảnh và truyền hình luôn được xem là cuộc chiến tám lạng nửa cân của các nam thần. Không chỉ vậy, họ còn đối đầu với nhau bằng vai diễn trong cùng một bộ phim. Ở địa hạt điện ảnh, gây chú ý nhất là cuộc chạy đua giữa Trấn Thành và Song Luân. Cả hai cùng tham dự tranh giải với vai diễn nhà bà nữ. Song Luân vẫn là gương mặt đẹp, được khán giả yêu thích với phong cách mạnh mẽ hào hoa. Còn vai nhận của Trấn Thành lại tạo được sự chú ý thiện cảm, cùng lối diễn nhập tâm, truyền tải gần như hoàn hảo cảm xúc nhân vật. Hứa Phi Văn cũng được đề cử vào màn trở lại trong biệt đội rất ổn. Anh Tú Mạc Văn Khoa cũng là cặp đấu đáng chú ý khi cùng xuất hiện trong Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy. Song song đó, Lê Xuân Tiền và Lãnh Thăng cũng góp mặt trong mùa giải năm nay với hai vai diễn chiều sâu trong Cô Gái Từ Quá Khứ. Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, cánh diều vàng 2023 còn có tân binh nhiều tài năng Alvin Lu. Ở chiến trường phim truyền hình, Nhan Phúc Vinh nổi bật nhất khi được đề cử ở 3 phim với 3 màu sắc khác nhau. Cũng cùng tranh đua với Nhan Phúc Vinh là bạn diễn trong Đừng Làm Mẹ Cáo Bình An, phim tình cảm gây sốt Đừng Nói Khi Yêu cùng hai Mỹ Nam là Đình Tú và Mạnh Trường vào đường đua khốc liệt tại cánh diều vàng 2023. Ngoài ra, anh Vũ Mạnh Hưng, Thanh Sơn, Lương Thế Thành, Việt Anh cũng là những cái tên xuất hiện trong bảng đề cử cánh diều vàng 2023. Cân tài cân sức là vậy, thế nhưng cánh diều vàng chỉ có một. Hãy cùng chờ đón xem kết quả trao giải ngày 9 tháng 9. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.